nhưng mà thầy vẫn đưa tâm huyết ra để dạy hết cách của thầy cho các em làm sao dễ hiểu bài, ha, hiểu được bài, thấy không? Rồi hôm nay thì thầy hướng dẫn vào phần cái mẫu tóc mạnh bụng cho các em hiểu tại sao người ta lại gọi là tóc nóng, ha, này tóc nóng, nhìn thấy rõ không? À, tại sao người ta lại gọi là mạnh bụng? Đây là cái mẫu này, mẫu đủ tiêu chuẩn của bên ngoài, thầy lấy trên mạng. Cái này Việt Nam làm là cái này khó, không phải dễ đâu. Thì cái tóc nó khác cái anh mạnh bụng cái điểm là bắt ngôi lên góc độ 28. Nguyên tắc của tóc nó là các em phải đi tông đơ, đẩy tông đơ cao lên, ha, đẩy bay cao lên. À, nhớ nhá. Còn mạnh bụng là các em nhìn rõ mạnh bụng này, đâu nhất thiết phải đẩy tông đơ đâu, cũng có những kiểu nè, ha, đẩy dài luôn, cột lên này. Dài giống như cô ly nè, cột lên nó cũng nằm mạnh bụng, ủi cao lên cột lên cũng nằm mạnh bụng, nó khác gì nhiều đâu, nó chỉ vậy thôi. Phay hay không phay hay tùy các em, ha, cái đó tùy các em. Người khách đó người tóc người ta để dài dài như thế này, người ta vô tiệc người ta yêu cầu cắt kiểu mạnh bụng. À, rồi cắt mạnh bụng thì em sẽ tư vấn cho khách là anh thích cái cột này nó nằm cao hay nằm thấp, đó mà đi theo bên ngồi, thấy không? Đó, thầy phân tích một cái mẹo ra cho các em hiểu thôi. Đó, giờ bắt thấp vậy sao đưa cái cục này lên cao được, thấy không? Nó đi theo một cái cục nằm này đây. Rồi bây giờ muốn nó cục cao thì bắt ngồi cao lên giống như hồi nãy. Đó, có phải nó dập lên chút không? Bây giờ thấp hơn nữa giống như poly xuống tới đây, cột đây. Phần này là quan trọng lắm, cho các em nhìn một lần em không hiểu là các em cứ mở camera lên, mở clip lên để em không. Các em để một cái tóc dài như vậy, lát các em mua đầu mà nó căng lên, các em để dài, các em ủi lên đó. Nó hơi khó, các em giữ lại nha, cho nó có cái sợi tóc nó căng nè. Rồi các em ủi lên nha, thì nó dễ lắm, không cần phải xả đi nhiều đó. Tới đâu là hình như là xong tới đó luôn nè. Cố gắng làm sao cho nó nhanh gọn lẹ, nó tiệt. Đừng có rừng rà, đừng có lấy kéo cắt đi. Kéo cắt đi thì nó dễ bị hư kéo, dễ bị mòn kéo. Vì cái tóc này nó cứng lắm, chỉ cắt ít sợi thôi được. Nguyên một nụ như vậy thì cứ đưa máy móc vô mà chơi thôi nha. Đừng có được cắt, kéo cắt. Thầy đi ở trên là số 1.5, ở dưới thì thầy thu nhỏ lại, khoảng giữa là số 1 và dưới cùng thì đi 0.5. Phần tông đơ xung quanh đã xong nhé. Bây giờ thầy thả cái phần trên xuống, bắt đầu hướng dẫn cho các em cái phần trên này, cái này mới quan trọng nè. Rồi bây giờ thầy cắt ngang phía trước và phía sau cho nó bằng nhau luôn. Thầy sẽ phân tích cho các em, à, bằng nhau nó có cái gì hay và đằng sau nó cao hơn phía trước nó có cái gì hay nhá, giải thích từng nhịp cho các em. Các em hiểu rồi là các em làm giống như vậy là dễ an hoàng ha. Ở chúng tôi cá nhau mắt rồi. Đây. Bằng nhau nha. Đó là cái cách sử dụng tông đơ, cách không độ để lấy điểm chuẩn là dễ nhất đó. Rồi tới cái này nè, cái này nó giống như kéo nè,
dịch dắt đó cũng được vậy, nó dễ mà hả, được không? Đấy à, dính dắt mà thấy không, sao lại đẹp lắm. Ồ, cái tông đơn nó có nhiều chức năng lắm á, vì mình chưa biết moi hết ra để mình làm nữa à, nó có nhiều cái hay lắm cho nên là nó cũng giống như cây kéo mà thầy đánh vậy thôi à. Thấy không, tông đơn nhiều cái chức năng mình phải biết moi đó, giờ cắt ngang nãy thấy không đó, chỗ này nó bị đơ liền, lát cho em phải xử lý cái phần này, còn nếu các em đánh kiểu đó là đâu cần xử lý, cột lên nghe nó tự xoay xếp lớp 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 đẹp xanh đằng sau, cái bình xanh đằng sau có nước. Các em lưu ý nhé, à, cái tóc này các em phải xịt nước ướt, xịt nước ướt để cho tóc những cái tép tóc nó được dính vào nhau, mình kéo ra thì nó mới chuẩn, mình cắt nó mới chuẩn. Chưa, còn nhiều, nhiều động tác lắm. Vậy chưa xong đâu. Ồ, hạch. Dạ. Ừ. Trong đây ngồi, ngồi dưới đất. À, giới thiệu với em, à, đó là cũng vô thầy học được mấy lần. À, một thành viên cũng trải nghiệm mười mấy năm trong ngày là nhưng người ta vẫn xem giống như là học viên như các em vậy, vẫn đi học thêm, học thêm. Thấy người ta hay không? Thầy cũng vậy, cũng vẫn phải học thêm. Đừng nghĩ mình mới có lớp 7, lớp 8 mà mình thôi nhiêu đó được rồi. Đừng nghĩ là vũ trí nhận mình đây rồi, được rồi, xong rồi, có lúa rồi nha. Chưa, yếu lắm, ha. Các em thả xuống không độ rồi các em lấy tông đờ các em chỉnh xong rồi, nó đã có cái điểm chuẩn rồi. Là các em lật từ bên trái, lật hết qua qua bên phải. Các em coi coi nó có dư hay không nè. Các em có bị dư nè. Điểm dư của nó nè. Không phải đâu em ơi. Nó bị dư là dư cái điểm này nè. Thầy biết là cái dư đó nó ở chỗ nào. Cái ngọn tóc này nó đang nằm ở đây thì nó đủ, mình cắt không đọt nó đủ, nhưng mình lật nó qua đây nó bị dư, vì cái môi của cái bên này nó khác, bên kia nó khác, cũng như bên này cũng vậy, mình lật cái bên này qua đây nó sẽ bị dư. Thấy không, bị dư. Đấy, cái điểm chỗ này cái điểm dễ bị dư thì mình phải khắc phục từ bên trái và bên phải, phía sau luôn, chảy hết, xịt nước vô, chảy hết, khắc phục sạch sẽ, không để dư sợi nào. Sổ chấp cho anh chị về nhà gội đầu, tắm gội đầu, rồi chạy đi đâu nó không bị dư nữa. Mình đã khắc phục hết rồi, kể cả tóc ướt đến tóc khô luôn rồi, thấy không? Các em cứ để khô, các em cắt, cắt xong cái người ta về nhà tắm gội đầu nè, sợi tóc nó thẳng lắm, nó dính vô, thẳng băng ra, nó bị lòi ra những cái điểm lỗi mấy cặp này. Đó, thấy không? Chết chưa? Hôm nãy mình chạy xe tới nhà, người ta sửa cho người ta. Nhà anh chở nha. Cắt khô, xịt tóc, xịt cho nó ướt, cắt tiếp.
Rồi cái phần dư đó ha, mình dứt dắt hay mình cắt ngang đi. Cái đó thì các em làm được rồi ha, dễ nha. Rồi thầy sẽ cắt cho một cái kiểu dễ. Dứt dắt thì các em biết rồi ha, dứt dắt các em biết rồi. Còn cái kiểu cắt bằng chéo tỉa để cho nó tạo ra cái độ so le thì các em cắt như vậy. Lấy chéo tỉa các em vừa bật vô vừa chạy chéo lên khoảng 1 đến 2 phân thì nó sẽ tạo ra cái độ so le. Đó là cái dễ nhất cho các em. Đó, đi tới đâu là thầy cũng thấy điểm chuẩn hết à. Nếu các em mà muốn nhấc cao lên thì thả xuống không độ nó sẽ so le nhiều hơn nữa. Ha, đây này, thầy phân tích cho các em là không độ và 180 độ. Đây. Không độ. Đó, được cắt bằng kéo tẩy 180 độ. Đó, cắt đi một cái là đưa ra sau hết cổ được. Còn được có chút xíu. Đó, 180 độ song song với cái lớp tập cuối cùng. Vì khi mình thả ra sau thì còn nó như đây mình cột thì nó hơi khó ha. Khéo léo ra thì cột được. Đó. Vậy thì bây giờ các em giảm bớt đi, nếu mà 180 độ nó lấy nhiều quá, lấy nhiều tập của mình quá thì mình giảm bớt cỡ 90 hoặc 135 độ, 125 độ là tùy các em. Đó thấy không? Giảm bớt đi nè. Đó. Cái độ tóc nó chạy nè. Đó. Tùy các em. Nhưng mà các em lưu ý nha, nếu mà các em để không độ, các em cắt điểm chuẩn xong rồi, giờ các em nhấc cao lên vậy á, nó chạy tóc nó mất đi cái điểm chuẩn này, không nhìn thấy nè. Rồi cắt hồi nó lên tới xoáy, xong luôn. Phải mua cái đầu mà nó cắn thế, 100 triệu. Dành dụng trăm ngàn, chưa để ăn cơm, cắt bị hư một tí mà. Để chưa nghe nhìn. Có không? Các em nào vậy em? Có luôn hả? Có. Ủa, nó chơi bỏ thêm luôn hả? Wow. Tội vậy. Ngày nào các em bị vậy nói thầy nha, thầy bao cơm nha. Trời ơi, lắm nữa đùa nhau cắt hư hết rồi. Chết thầy luôn. Đùa nhau cắt hư hết, chết thầy luôn. Cách như vậy là theo kiểu mình phân rồi đó, chứ không có đúng theo tiêu chuẩn quốc tế đâu nha. À, nước ngoài không cắt vậy đâu. Nước ngoài ta cắt, người ta chia đôi phần ra. Chia ra. Thầy muốn chọn cái nào nó dễ nhất cho các em đó, để các em hiểu. Nhưng mà trong đây cũng có mấy em học để đi nước ngoài cắt, thì cắt như vậy lại thua, qua đó không có thi để lấy bằng được. Thì qua bên đó các em chịu khó đó. Dạ. Hoặc là các em kéo ngang qua đây ha. Đó. Rồi để giáp nối với cái tép này, giáp nối với cái tép kế bên. Xong rồi mình lấy cái lớp thứ hai thả xuống, nhập chung với cái lớp mình đã cắt rồi. Nhập chung lớp cắt rồi. Đó. Vậy đó. Là cắt như vậy nó mới đúng, đi bán nước ngoài làm nó mới đúng cái kiểu cắt của người ta đấy. Còn nhiều em làm không được. Còn em thì làm được. Rồi thả lớp thứ hai xuống thì cái lớp này nó đã chuẩn rồi. Đó, phải chia ra làm mấy cách để cách thức cắt cho các em chọn lựa nhé. Các em thích, sao các em thích? Hiểu không Polly? Điểm chuẩn.
Nếu mà các em, cái này thầy cũng có nói là nếu mà người các em không bị hôi cánh đó, thì làm như vậy. À, còn cảm thấy mình bị hôi cánh thì làm hơn, à, đứng theo kiểu này, lại phải học kiểu này cho thầy. À, nó né xa cái tầm của ta, ta đâu có ngửi thấy mùi gì đâu. Ồ, nhưng mà cái đó thì nó hơi khó, hoặc là như vậy thôi, nếu làm gì đó cũng được làm vậy. Ha. Bây giờ đâu có ai hôi đâu thầy. Em nào cũng xịn nước hoa không thích. Có chứ. Các em cắt không độ 90 độ. Các em cắt rồi nha. Bên này cũng vậy, kiểm tra lại. Không độ 90 độ. Đó, không độ nè. Không độ, các em ngồi xuống nha. Nhìn thấy kéo thẳng xuống không độ. Nó sẽ hiện ra cái điểm tóc bị lỗi. Hoặc là các em kéo xuống không độ. Nếu các em không muốn ngồi xuống, em đứng, thì các em lưu ý cái tay phải kẹp thật chắc vô cho nó khỏi chạy, chạy cái tép tóc. Đó, kẹp chắc vô vậy. Kẹp chắc rồi các em đưa lên cho nó lỏng cái điểm này. Nó phải lỏng ở chỗ này thì sẽ sợ tóc nó không bị chạy. Khi nó chắc rồi các em có quyền, các em đứng, các em cắt. Còn nếu các em sợ nó chạy thì các em làm em ngồi xuống chắc cú nhất. Vì cái chân tóc nó đã thẳng hết rồi, thấy không? Chặt hết. Rồi, bây giờ các em chia cái phần này ra. Chia cái phần này ra. Các em bắt mũi đứng cái này, ha. Mũi đứng. Các em đưa ra phía sau. Đưa đúng cái góc độ mà mình cắt á, mình cột dây thun á. Đúng cái góc độ mình cột dây thun. 90 độ nha. Các em làm như vậy, hoặc làm như vậy ha. Theo như này á, thì thích làm vậy hơn. Thứ nhất nó nhanh, thứ hai nữa là cái mặt trong này sợi tóc nó không có đứt, nó chỉ có so le mặt này thôi. Tại cái mặt trong là cái mặt nó là cái lõi giữa, khi mình cột tóc vô nó là cái nó nằm ở giữa vậy. Thì đó là cái mặt trong. Còn mặt ngoài, nếu có dễ thương đây nó là mặt ngoài thì nó sẽ tạo lên được cái độ so le của cái cột tóc khi mình cột xong. Và đồng thời nữa là mình đi kéo sâu vào trong được. Rồi các em bắt từng lớp lại, các em lật ra phía sau so với cái lớp mà mình đã cắt rồi. Nha. Thắc mắc gì các em cứ hỏi đi. Cái góc độ bắt lớp này có bị hoang mang không, dễ hiểu không các em? Còn không thì các em chạy á, ha, chuyển sang cái cách dễ hơn cho các em. Làm lại tiếp. Như vậy á thì nó sẽ đứt từ trong ra ngoài. Mặt trong và mặt ngoài đều đứt hết. Nhưng mà cây kéo bén nó không làm được cái nhiệm vụ này. Nó sẽ không làm được nhiệm vụ này. Thầy muốn hướng dẫn cho các em kéo là cái điểm phía sau này á, là để các em thấy được cái điểm lỗi nó có hay không này, ngay cái góc độ mình cột dây thun này. Nhưng mà đừng lạm dụng nhiều quá. Đến khi người ta gội đầu xong thả ra phía trước, cô đen ngoài còn mấy sợi, nó mỏng quá rồi ha. Lúc thả hết xuống không độ như vậy, nó còn mấy sợi này. Đừng có dấp nhiều quá, vừa phải. Nó có mấy cách nhá, tỉ nhiều lắm. À, vậy. Khi các em đẩy kéo đi thì các em mở kéo, mà các em bóp, bóp kéo vô là các em đẩy im kéo. Nếu các em bóp vô mà các em đẩy đi là nó giật lông tóc, là họ đấm nhọn quá, rơi răng. Còn không thì dùng cái phương pháp cứ để im như nãy á, thầy làm nhá, các em coi. Đó, như vậy.
dễ nhất. Qua tới bên này cũng vậy ha, cũng giống như bên kia. Này là dễ nhất rồi đó. Cái ngồi các em chia làm năm nhé, trong lúc bắt tóc như vậy nhé. Hoặc là các em thả xuống không đột, các em bắt từ mũi đứng như vậy, giống như kiểu anh được ấy ha. Đó, bắt từ mũi như vậy cũng được nữa nha. Như vậy nó dễ quan sát hơn hả? Hay là dứt dắt tình cho em ha. Cảm hình lên cây luộc sử dụng được hai tay đều hết cho thầy. Rồi các em chạy gồm hết vào bên này, coi coi nó đã đẹp hay chưa, nó có bị đóng cục hay không, nó có dày quá hay không, điểm nào dày, điểm nào dày thì các em tước giống như này. Rồi qua tới bên này cũng vậy luôn. Này để tránh cái tình trạng những lúc người ta phải tắm gội đầu xong nó bị dồn cục, chỗ thì mỏng quá, chỗ thì dày quá. Các em thấy đó, phía sau nó cao vậy đó, mà bây giờ cột lại vẫn còn đang dài hơn, nhưng mà như vậy cũng tạm được rồi. Ngắn quá không? Hay vậy vừa rồi các em? Được rồi hả? Này giờ cô Chi Thông này phụ nữ giỏi lắm, mày không này không đang nhìn. Chắc cái biển trong này rồi, còn cái phần này, à cái phần ngọn này thì các em gẽ bẻ cho nó gãy lại là các em làm như vậy nào. Sao không? Thế không? Một sợi dây thông ha? Anh bông là vậy đó. Cột dây thông cho mấy cặp này đó, nó đu xuống vậy này. Đó, nó đu mấy ngọn này xuống và nhìn nó đẹp lắm nha. Đó, các em nhớ nè, cái tóc men bông hay tóc nót thì sẵn là thầy đã phân tích, nãy thầy đã phân tích cho các em rồi. À, cao hay thấp ha, đẩy tông đơ cao tầm này hay thấp hơn, thấp hơn, đi
bắt ngôi chiếc U hay là sâu xuống nữa, hay sâu xuống nữa, hay là không có hết gì hết, cột lên thì nó làm anh bông. Nhớ nha. Còn top knot là nguyên tắc nó buộc phải đi tông đơ lên. Và cái top knot đó là cái môi nó nằm ở đây, ngang ngang như vậy nè. Còn cái anh bông là cái môi ở trên này nè, đầu đầu trên này. Có thể đi xuống dưới một tí xíu nữa, xuống nữa, để nó lấy được một ít tóc mái để cột đưa lên đây, che cái phần chỗ này này, cái chán này đi, mở rộng cái này. Các em nhìn ra đó, bánh bông nó ngang, môi nó đi xuống trong đây nè, môi thấy đi xuống, nhưng mà tóc nó không đi xuống nha. Nó là cái điểm môi này, này thẳng băng qua luôn. Bánh bông thì nó không nhất thiết thể loại nào cũng có hết. Đó, bay cao lên, không hết cũng có nữa. Để dài cột lên nè, đâu dài cột lên cũng là mình vừa ha. Nó chỉ vậy thôi, nó khác gì đâu. Còn vấn đề này là do mình phay hay không phay tùy mình ha. Nhất thiết thì số 1 hay số 2, số 3, số 4 tùy mình, tùy theo chất tóc. Nhớ thầy ba loại tóc thôi ha, tóc mây, tóc trung bình và tóc mạnh, tùy theo chất tóc như vậy. Vô hóa chất cực kỳ quan trọng về ba chất tóc đó ha. Còn tóc này thì các em nhớ chú ý cái phần này thôi, ba cái đơn giản. Rồi chương trình tóc mình bôi đại đạo không.